Ronaldo vượt qua Maradona, bám đuổi Messi về thành tích đá phạt. Cú hat-trick mới của Cristiano Ronaldo, người đã ghi hai bàn thắng từ quả đá phạt trực tiếp, chính thức vượt qua Diego Maradona và bám sát Lionel Messi. Thêm một hat-trick nữa cho Cristiano Ronaldo. Mới thứ bảy tuần trước, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã lập hat-trick vào lưới Al Ittihad, ấn định chiến thắng 5-1 cho Al Nassr ở Ả Rập Xê Út. Đêm qua, anh làm được điều đó một lần nữa và chỉ sau 45 phút đem về cho đội nhà tỷ số 0-8. Hai bàn thắng từ những quả đá phạt trực tiếp và một bàn thắng tuyệt vời khác đã tạo nên hat-trick mới của Ronaldo. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả, vì anh cũng thực hiện hai pha kiến tạo trong các bàn thắng của Sadio Mane và Ansulayhim, có nghĩa trực tiếp tham gia vào 5 bàn thắng. Trong hiệp 2, huấn luyện viên Luis Castro quyết định thay thế CR7 khi nghĩ về trận đấu vào thứ 6 tới với Đan Mạch tại giải vô địch quốc gia. Khoảng thời gian 4 ngày cho hai hat-trick, với thành tích này, Ronaldo có 42 bàn sau 41 trận trong màu áo Al Nassr mùa này, ghi nhiều bàn thắng hơn số trận đã chơi. Với hai quả đá phạt trực tiếp thành công của mình, Ronaldo đã vượt qua Maradona về thành tích ghi bàn ở khía cạnh này, chỉ xếp sau Messi 2 bàn, người là chuyên gia thực hiện các cú sút từ tình huống cố định. Đến nay, Ronaldo đã có tổng cộng 65 hat-trick trong sự nghiệp và tiếp tục nâng cao thành tích của mình với tư cách là vua phá lưới trong lịch sử bóng đá. Ở tuổi 39, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn không ngừng nghỉ và mơ ước giành danh hiệu ghi bàn tại Ả Rập Xê Út, thêm một kỷ lục độc nhất vô nhị nữa. Messi, 65 bàn thắng từ đá phạt. Cristiano Ronaldo, 63 bàn thắng từ đá phạt. Maradona, 62 bàn thắng từ đá phạt.